Bảo Lê và Trâm Đang xin kính chào quý khán thính giả thân thương của đài truyền hình Việt Nam America TV trên băng tần 57.3. Bảo Lê và Trâm Đang rất hân hạnh được trở lại cùng quý vị trong chương trình Tôi Cũng Làm Được với chủ đề Tiếp Tục Chống Ói. Ngày hôm nay chúng tôi hôm qua đã dở dang phần này và hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ quý vị 10 phương cách để giúp cho phụ nữ có thai có thể tránh được chống ói trong chương trình Tôi Cũng Làm Được. Tôi cũng làm được. Yes. Trong chương trình Tôi Cũng Làm Được hôm nay, và em nghĩ là chị rành về vấn đề này, thôi chị chia sẻ trước khi mà mình mở đầu chương trình đi chị. Thì hôm nay qua chương trình ngày hôm qua, Trâm Đang và Bảo Lê cũng đã chia sẻ với quý khán thính giả về vấn đề cách chống ói và giúp cho ói khi mình đi xe hay là mình đi tàu, hay là cũng có những cái bệnh tật có thể làm ra cho mình bị ói mửa giống như cảm cúm. Thì hôm nay Trâm Đang và Bảo Lê cũng muốn chia sẻ đến với quý khán thính giả, nhất là những phụ nữ đang mang thai hay là đã mang thai hay là sẽ mang thai in the future, để mình biết cách để mình cũng thể có bạn thể bè, bạn gia bè đình. Gia đình chia sẻ với nhau để cũng có thể giúp cho được giảm được cái cơn nôn, cái lúc mà những cái tháng đầu phải không em, trong cái buổi mang thai đó. Thì đầu tiên á, là đầu tiên chị muốn chia sẻ thì quý vị có thể lấy giấy ra hay là một cái sổ tay ra để ghi ra, coi như đây là một cái cẩm nang để mình có thể giúp được các bà bầu tránh được chống ói. Thì cách thứ nhất á, chính khoa học cũng đã thường nói là mình phải nghỉ ngơi đầy đủ. Thì trong cái nghỉ ngơi đầy đủ, tại vì khi mà mình mang thai là có em bé trong đó nữa, thì đương nhiên chính bản thân mình cũng phải nghỉ, mà chính em bé cũng phải nghỉ ngơi nữa. Tại vì chị thấy không phải là mang thai đâu, mà những người bình thường khi mà họ thấy mệt mỏi, mình cũng nên nghỉ ngơi phải không em? Yes. Thì ở đây đó, khoa học cũng đã nói rằng những người bà mẹ mang thai á, những tháng đầu mình nên nghỉ ngơi nhiều hơn và nên tìm cho mình một cái gối dựa lưng. Một cái gối dựa lưng để, tại vì cái đó nó bảo quản cho cái lưng, một cái gối ngủ để giúp cho cái lưng mình và cái dạ dày mình đằng trước cho mình không có bị tổn thương. Đúng. Vào buổi tối, và cái thứ hai là vào buổi tối thì quý vị nên ngủ sớm. Những người mang bầu thì bác sĩ nó khuyên là mình nên ngủ sớm. Em, bản thân chị cũng muốn đi ngủ sớm, mà chị thấy đa số mọi người đều ngủ sớm. Tại thì tốt hơn, tại vì ngủ sớm mình thức dậy sớm, mình được là vẫn làm khỏe được nhiều hơn, công việc vẫn lắm. Khỏe hơn. Đúng. Là mình ngủ trễ dậy trễ. Mình ngủ trễ dậy trễ, nó cái brand của mình nó không có quốc em, nó không có giống như là nó minh mẫn, như là khi mình ngủ sớm mình dậy sớm, cái brand mình nó minh mẫn lắm. Đó, chị thấy rõ điều và đó. Và một cái vậy. Cơ chế nữa là khi mà phụ nữ mang thai thì đôi khi em thấy có nhiều người bị phù chân đó chị, bị phù chân, tức là lúc mà họ chuẩn bị sanh đó. Đúng. Thì quý vị thấy những cái vấn đề đó là quý vị trước khi ngủ quý vị nên thư giãn một chút xíu. Đúng. Khởi động một tí xíu để cho máu huyết của tức mình là lưu thông, giang chay giang chân dạ, cho nó cái những cái cơ bắp và máu huyết của mình nó lưu thông nó đều hơn và giúp cho quý vị có một giấc ngủ sâu hơn. Đúng. Và trước khi mà quý vị bước ra khỏi giường thì quý vị cũng cẩn thận, đừng có nghĩ là mình là người bình thường. Đúng rồi, đôi khi mình nghĩ là mình khỏe mạnh, mình dậy thường là mình bước xuống giường có mình có thể bị té. Đúng. Cho nên quý vị trước khi mà bước xuống giường thì quý vị nên warm up một tí xíu, nằm hít thở, warm up, bóp tay bóp chân, make sure làm everything. Đúng. Mình bước cái chân một chân xuống trước. Đúng. Rồi chân thứ hai rất là phải cẩn thận. Yes, make sure là mình đứng vững trước khi mình ấy, mình đừng cứ ỷ lại là mình đang khỏe khoắn, nhưng mình đâu có biết khi nào là mình bước xuống mà do cơ thể mình mang thai nữa, cái balance của mình không có và máu huyết của mình có thể bị tê, bị cứng trong cái giấc ngủ của mình. Thì đó là một trong những cái điều quan trọng trước khi mà quý vị wake up hay là ngủ cho những bà bầu. Cách thứ ba là mình nên ăn một cái chút gì bấn sáng, một cái chút thức ăn. Thì là một người bình thường đi nữa em, chỉ thấy cái lúc mà mình cảm thấy buồn nôn á, là tại vì dạ dày mình nó co bóp quá, mình không có thức ăn á, thì nó cũng cảm thấy buồn nôn. Thì khi mà là mình là một người mang thai á, thì quý vị nên ăn một chút gì, một cái miếng bánh mì hay là một cái bánh quy vào bữa sáng đó em, thì nó giúp cho mình cái hạ cái cơn nôn nó xuống phải không em? Có nghĩa là mình nên ăn một món ăn nhẹ. Đúng. Để cho cơ thể mình dễ hấp thụ. Đúng. Thì khi mà có những cái cơn buồn nôn đó, những cái thức ăn nhẹ nó vào nó là vào cơ thể mình hấp thụ chất dinh dưỡng và nó có thể chống lại cái những cái đó. Tại vì cái dạ dày của mình đang co, nhưng mà nếu mà mình ăn đồ cứng vào đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng, nó có thể nó bị đau. Thì mình ăn những cái chất nhẹ vào thì nó co giãn ra từ từ, thì chị cảm thấy là nó giảm được cái chất nôn hơn, phải không em? Đúng rồi, thưa quý vị. Và sau khi mà quý vị ăn nhẹ rồi, quý vị có thể uống thêm một cốc nước trà. Đúng, mà trà đen. Dạ, trà đen.
trà đen này nó kích thích cho mình, cơ thể mình nó có thể chống buồn nôn, đó là một cái rất là tốt. Đó là cách thứ ba mà quý vị có bầu, quý vị nên tìm cho mình những món ăn nhẹ vào buổi sáng, và ăn đừng ăn no quá. Đúng. Ăn chia ra nhiều buổi, thà mình ăn nhiều buổi mà ăn vừa vừa thôi. Đúng. Không nên ăn no quá. Ừ. Và cách thứ tư mà Bảo Lê và Trâm Đen muốn chia sẻ đến quý vị là quý vị phải ăn khoai tây nướng đó quý vị. Ngày hôm qua chị cũng có nói rồi, em tưởng là cái gì hay lắm, thật ra là chị đã đọc trước, đúng không? Ăn cái khoai tây nướng và chuối không? Chị không có nhớ cái này, nhưng mà chị có cái tỷ lệ khác. Trong đầu của chị có, đúng không? Đúng rồi. Cái khoai tây nướng và chuối cho vào buổi sáng nó tốt lắm đó quý vị, tại vì trong chuối nó có chất kali. Yes. Nó làm cho kali, cho nó làm cho chống cái buồn nôn á, cho nên là nếu mà quý vị mà cảm thấy mình buồn, những bà mẹ mang thai á, thì nên ăn một chút khoai tây nướng nghe quý vị, và là chuối ban sáng. Chuối, yes. Và cách thứ tư Bảo Lê muốn nhắc lại là mình nên ăn một chút khoai tây hay và là chuối. Mình ăn chuối, tại vì trong chuối có chất kali để giúp cho cơn buồn nôn mình có thể giảm đi một phần nào. Đúng. Đó là cách thứ tư. Và cách thứ năm mà Bảo Lê muốn chia sẻ đến quý vị là những người mang thai và thậm chí cả những người bình thường không nên ngồi coi tivi quá nhiều hay là ngồi trên computer quá nhiều. Đúng. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta ngồi thụ động trong một thời gian quá lâu, hay là những em bé chơi game ngồi quá lâu, thì cái mắt của mình nó hoạt động quá nhiều. Mà quý vị biết trên cái màn hình đó có thể là một second nó có quay biết bao nhiêu lần thay đổi ánh sáng, mà cơ thể chúng ta phải điều chỉnh mà chúng ta không feel được. Tiền đình của chúng ta làm việc căng thẳng, chúng ta không feel được. Và những nhận định trong cái cơ thể của mình điều qua bộ não của mình không feel được, cho làm cho mình cảm thấy mệt mỏi hơn. Và đồng thời những cái chất sắt trong người của mình á, nó bị low xuống, làm cho mình huyết áp của mình cũng bị biến đổi đột ngột. Và chúng ta mệt mỏi rồi chúng ta dễ buồn nôn lắm. Đó là cũng cách rất là tốt. Các bà bầu không nên coi tivi nhiều quá. Đúng. Và cũng không nên ngồi trên máy tính hay là chơi game concentrate lâu quá. Để tóm tắt lại, có 6 cái là được một cái nữa. Ok. Tức là trong cái thời gian đầu mà mới mang thai phải không em? Yes. Thì mình nên tập nhiều cái cử động về gọi là exercise nhiều phải không em? Nhưng mà mình có những cái bài tập, có những cái người hướng dẫn hay là có những cái bác động sĩ động tác nhẹ thôi. Bác sĩ chuyên môn nhẹ, đúng rồi. Thì mình có thể lấy những cái lớp đó để mình tập, hay là em thấy thông thường đó ở Việt Nam mình, các bà bầu người ta khuyên nó nên đi bộ để cho sau này người ta sinh dễ hơn. Đúng rồi, thường thường là chị thấy như vậy, hồi xưa chị thấy thường là chị thấy như vậy, nhưng mà chị có kinh nghiệm không? Không, chị chưa có kinh nghiệm em, cái đó là chị chưa có, nhưng mà chị thấy hồi xưa mà có những người làm cho chị đó, chị thấy là ngày mai ngày mốt sanh rồi mà họ vẫn tiếp tục leo lên từng cái machine để họ làm đó em, cho nên chị nói ủa tại sao em không có nghỉ sớm đi, nói chẳng thà em nghỉ lúc sau em sanh cho em không muốn nghỉ trước. Thì sau này chị mới hiểu ra là the more you cử động á, thì là cái khi mà em sanh đẻ nó dễ dàng hơn, cử động nhẹ thôi chị. Đúng. Để cho cái cửa mình của người phụ nữ họ mở rộng ra dễ dàng hơn để cho dễ sanh em bé. Wow, em rành quá ha. Em không phải là em rành, nhưng mà em đọc sách. Ok, một cái thứ bảy nữa là quý vị có thai nghén mà dễ bị ói đó, quý vị có thể khi mà uống nước đó mình có thể add thêm cho vô là cái mứt táo hay là gừng. Cái nước táo hay là mứt táo em? Nước táo cũng được hay là mứt táo cũng được. Nếu mà mình làm biếng mình không ấy thì có những cái mứt sẵn đó mình có thể bỏ vô. Cái nó. Gừng nó tốt quá em. Gừng ha. Nó tốt, mình có thể cho thêm mật ong vô trong đó thì các bà bầu uống thì cũng có thể giúp được cái cơn chống ói. Thì trong cái ngày đó, cái phần thứ 8 á, là mình nên ăn nhiều rau quả phải không em? Yes. Tại vì rau quả nó có nhiều cái chất vitamin. Cho nên á, những người mang bầu á, rất là cần những cái chất vitamin đó, và lại cũng những cái chất đường, nó đường tự nhiên ở trong những cái trái cây đó đó. Cho nên là nó rất là tốt cho những người mang thai. Yes, thì cũng dễ hiểu là chị. Tại vì trong các rau quả nó có những cái chất vitamin. Chất sai, chất sơ, chất fiber, chất sắt này nọ đó. Thì mỗi thứ trái cây nó có mỗi cái chất. Cơ thể mình dự trữ được những cái sinh tố đó để cho mình giúp cho các bà bầu cũng có... cho em bé cũng được khỏe mạnh nữa. Ôi mà nói tới cái này em nhớ là ở Việt Nam mình hay có cái tục lệ là các bà bầu hay cho ăn trứng ngỗng không chị, để cho con thông minh hơn. Cái đó chị không có biết em. Nhưng mà em thấy thì chắc mẹ em có ăn cho nên ngày hôm nay em mới thông minh như vậy phải không? Chị đừng có nói cái đó. Nhưng mà em thấy thì trong gia đình em thì mẹ em mà cái thời gian đó thì cái trứng ngỗng ở Việt Nam rất là hiếm mà bán cũng mắc lắm, nhưng mà
hầu như là đúng ai rồi, cũng chị biết ai, trong ai những... cũng có uống ai cũng phải ăn cũng hai trứng. Trứng ngỗng là phải hiếm rồi em, đúng rồi. Nhưng mà em chưa có biết rành về cái trứng ngỗng nó có cái gì mà giúp cho những đứa trẻ sinh ra thông minh mà trong dân gian mình hay sử dụng. Rồi cái thứ 9 để mà giúp cho những người mang thai không có buồn nôn đó, thì chị thấy cái đó, cái này nó giúp cho tất cả mọi người thôi em. Tức là nhất là cái mùa hè mình nên mặc đồ rộng rãi, mà nhất là đừng có mặc cái vải mà gọi là vải nylon phải không em? Mặc cái cotton á, nó good hơn cho những người mang bầu, cho những người mang thai, thì theo chị thấy là như vậy đó. Yes, cái thứ 10 mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị là quý vị mang thai thì nên dùng những cái vitamin dùng cho trẻ em. Tại vì sao? Tại những vì... cái vitamin nó dễ hấp thụ hơn. Đúng, dễ tiêu hóa hơn là cái vitamin của người lớn. Xin quý vị đừng rời màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau phần thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ đề cập tiếp trong cái chương trình này 10 phương cách để giúp phụ nữ có thai có thể tránh được ói mửa. Và quý vị đừng rời màn ảnh nhé.